Chị Thương mời mến cho tất cả các em. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em bộ sưu tập ly Starbucks siêu đắt đỏ của chị. Chắc hẳn là các em cũng đã từng nghe nói một cái ly Starbucks có giá lên đến vài triệu đồng đúng không nào? Đúng như vậy. Ở trên bảng của chị là những cái ly có giá thấp hơn một chút xíu, từ 800 cho đến 1,5 triệu. Số này thì do em gái của chị ở bên Nhật gửi tặng cho chị, chứ không phải là chị mua đâu. Bởi vì nó mắc quá nên là chị cũng không dám mua. Có một cái ly chị đã tự mua đó. Em gái của chị nói rằng nó khá là rẻ thôi, chỉ khoảng 300.000. Thế là chị mua luôn. Và đây chính là nó. Lúc nhận được cái ly này chị thật rất là buồn. Chị cứ tưởng là nó giống như bao cái ly này bình thường khác, nhưng mà không ngờ rằng nó lại nhỏ như thế này. Không biết thế nên chị uống được cái gì. Thôi thì cứ để đây để cho gọi là có cái gọi là sưu tập đi. Lúc đầu thì chị cũng tự hỏi là chỉ có cái ly thôi mà tại sao lên đến vài triệu đồng, như vậy thì quá là mắc. Nhưng sau khi cầm sản phẩm về trên tay thì chị cảm thấy wow, nó cực kỳ đẹp luôn. Khi mà cầm thì cũng rất là chắc tay. Đúng là tiền nào cửa nấy. Đã quá đi thôi. Chị cảm thấy rất là vui khi có những cái ly này. Bây giờ chỉ có một vấn đề nan giải là có ly rồi mà chưa có nước để uống mà thôi. Thì pha nước mà uống thôi. Pha nước thì anh nghĩ là bây giờ pha nước vào cái ly này chắc là ngon lắm đấy. Wow. Em cũng nghĩ như vậy á. Ở thúi thì bữa giờ xin chị rồi nhưng mà chị không cho, bởi vì đâu có dễ dàng cho được những cái ly này đúng không kem? Giá của nó từ 800 rồi mà từ bên Nhật gửi về Việt Nam thì giá của nó phải lên đến 8 triệu. Nếu có bán không? Bán 8 triệu không? Em bị khùng à? Bán thì bán cắt cổ vậy. Cũng bán cùng lắm là 80.000 thôi. Trả 100 lấy cái ly này được chưa? Không được, không có cái ly nào hết. Nhẹ nhàng cho em, những cái ly này còn quý hơn bản thân em đấy. Ghê vậy. Bây giờ thì chị sẽ pha. Nhưng mà thực ra nói thật với các em thì chị rất là ít uống khi uống Starbucks, cho nên là chị không biết là cái vị của Starbucks thì nó sẽ như thế nào. Anh Tiểu Thúi thì rất là hay uống. Anh Tiểu Thúi có thể mô tả về cái vị của Starbucks cho em xin nghe không? Vị của Starbucks à? Thì Starbucks có nhiều loại, bây giờ em hỏi loại nào, cà phê hay là cà phê, sữa hay là cà phê đúng không? Cà phê của Starbucks thì anh cũng từng uống rồi, nhưng mà thực ra thì nó có vị hơi bị nhạt nhẽo một tí. À, nó không hợp với khẩu vị của anh cho lắm. Ồ, cứ nhạt nhạt là Starbucks đúng không? Đúng rồi. Ồ, rồi còn trà sữa. Trà sữa à? Trà sữa của Starbucks thì khá là thơm. Ồ, ngon. Bây giờ em nhưng mà nói chung là anh phải anh không thể nào mà mô tả hết bằng lời nói được. Nói chung là nó ngon đúng không? Nó ngon. Rồi, vậy thì giá cả? Giá thì một ly Starbucks rất là mắc. Mắc hơn cả, mắc hơn rất là nhiều so với những cái loại trà sữa thông thường khác. Thôi thì bây giờ em thử pha một ly xem là anh có thấy giống như Starbucks không nhá. Em pha cho anh uống á? Dạ. Ừ, pha đi. Anh muốn uống cà phê hay trà sữa? Anh muốn uống cà phê. Ok. Theo như mô tả của anh Tiểu Thúi thì một ly Starbucks không được đậm đà cho lắm, nên là chị sẽ cho vào đây một ít cà phê thôi. Đó, cà phê pha phin đàng hoàng như anh Tiểu Thúi. Ghê vậy. Thôi bị chuyên nghiệp đó. Đây có phải là cà phê hảo hạng không? Cà phê này là cà phê số 1 Việt Nam do em làm đó. Nhà chồng đúng không? Nhà chồng mà tự rang xay luôn đó. Ghê ta. Nên là em gọi đây là cà phê số 1 Việt Nam. Sau đó thì chị sẽ cho vào đây một ít sữa tươi. Vậy là chưa thấy mùi cà phê cho lắm. Để thêm vào đây một chút cà phê đi. Cuối cùng là sữa đặc. Vậy thì nó có bị ngọt quá không chị Thơ? Sữa tươi chỉ hơi nhạt nhạt, hơi ngọt ngọt thôi. Phải cho thêm sữa đặc mới ngọt anh Tiểu Thúi à. Rồi, có vậy màu sắc khá là đẹp rồi đó. Sau đó còn một bước quan trọng nữa mà những người lành nghề thì mới có thể làm được. Đó là làm gì cơ? Là đơn giản đâu anh Tiểu Thúi à. Phải lắc đều tay này, rồi phải có nhịp nhàng nữa thì ly cà phê nó mới ngon được. Ghê vậy. Không, nếu mà lắc sai nhịp á là cà phê không ngon đâu. Phải nghe được âm thanh của cà phê bên trong. Cà phê nói gì vậy? Cà phê nói ngon rồi. Ngon rồi. Ok. Tiếp theo thì em sẽ cho đá vào đây. Rồi, bây giờ em sẽ rót ra cho anh xem chất lượng của cà phê em làm nhá.
Màu sắc anh tiểu thúy thấy thế nào? Ồ, trông giống như kiểu màu của sữa vậy, đâu có thấy màu cà phê đâu. Sao mà không thấy màu? Chưa xong mà anh tiểu thúy. Còn một bước nữa. Bước gì nữa? Đây. Không lẽ em đổ sô-cô-la vào hả? Không. À bị lố nên là bây giờ phải bỏ thêm cà phê vào đúng không? Không phải, phải bỏ như thế này nè, lớp bên trên như thế này nè. Nhìn nó mới đẹp, hiểu không anh tiểu thúy? Đâu? À anh nhìn cà phê chảy xuống dưới không? Nó giống y chang như kiểu là cà phê ở mấy cái quán mà người ta làm nhạt nhạt ở bên dưới, xong rồi bên trên cho lớp cho một ít cà phê đặc vào đó. Chị Thơ có vẻ là am hiểu phết đấy. Rất là am hiểu luôn. À còn nữa, đợi em một chút xíu, em còn có cái này nữa. Đó, rồi em sẽ thả một miếng này vào nữa. Đây là gì đây, kem cheese hả? Đúng rồi, anh tiểu thú thấy màu sắc của kem thế nào? Ghê vậy. Em mà. Nhưng mà nó không được tơi cho lắm. Em đã làm thì phải chuyên nghiệp rồi. Chê nữa chứ. Thấy chưa, anh tiểu thú thấy chưa? Rất đẹp đúng không? Trông có vẻ là cũng dễ uống đấy. Vậy thì anh uống thử đi. Đó, để anh uống thử em nào. Em cho anh cái này luôn. Cho anh cái này luôn. Đó. Ok. Cái thìa này là thìa ống hút đó anh tiểu thú, rất là tiện. Vừa giống như cái thìa mà vừa giống như một cái ống hút luôn. À, hay quá. Ừ. À, để anh uống thử nào. Thấy thế nào? Có khác gì cà phê bình thường đâu. Gì mà không khác gì cà phê bình thường? Nó đựng trong cái ly Starbucks này thì phải giống một cái ly Starbucks chứ. Nó còn nhạt nhẽo hơn cà phê bình thường, chả ngon rồi. Mà em nói là cà phê Starbucks nhạt mà. Nhưng mà nó có hương vị khác. Không hương vị gì nữa, thơm ngon như thế này còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà anh uống chùa của em rồi thì anh cũng phải khen một tí xíu đi chứ. Nói chung là cũng tạm tạm. Nếu mà đối với những người nào mà đã từng uống Starbucks rồi thì người ta phát hiện ra ngay đây là không phải là hương vị của Starbucks. Nhưng mà đối với những người mà chưa uống ấy thì chắc là người ta cũng có thể sẽ bị lừa đấy. Đằng nào em cũng là Starbucks fake thôi mà. Anh có ý này hay lắm này. Hay là mình bây giờ mình hợp tác kinh doanh đi. Hợp tác kinh doanh nhá. Ừ, là bây, làm gì? Bây giờ em chỉ cần pha chế thôi, còn anh sẽ đi dẫn khách về cho em. Hợp lý không? Ở nơi trùng núi như thế này thì khách nào? Có khách. Có khách anh đúng không? Anh có những vị khách rất là hám những cái đồ ăn đồ uống nhanh như này. Okay. Đặc biệt là cái thương hiệu nổi tiếng như này thì các bạn ấy sẽ rất là thích đây. Ok, vậy thì anh đi kiếm khách nhanh nhanh lên, em sẽ chuẩn bị mọi thứ để pha chế cho nó thật tuyệt vời. Nhưng mà lợi nhuận chia đôi ấy nhá. Lợi nhuận chia đôi, em bỏ nguyên liệu này, em bỏ ly này. Mặt bằng có mỗi mặt bằng là của anh thôi. Mặt bằng của anh xong rồi anh dẫn khách về cho em còn đòi hỏi gì nữa? Thôi cũng được, nói chung bây là... Bây giờ mình hét lên một ly 100 ngàn luôn nhá. 500 ngàn được. 500 ngàn đắt quá ai mua. Nhưng mà cái ly này của em cũng cả biết bao nhiêu tiền rồi. Thì nó tái sử dụng được mà. Ok, vậy đi, chốt đây. Ok. A few moments later. Xin mời quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Cho tôi một ly sữa tươi chân trâu đường đen Starbucks. Dạ có luôn ạ, quý khách đợi tôi một tí. Mimit. Dạ của quý khách hết 200 nghìn. Cái gì? Bán đắt thế, tính cắt cổ người ta à? Quý khách chưa đi uống Starbucks bao giờ đúng không? Hay là không có tiền? Thôi được rồi, tiền nè. Hả? Dạ, em cảm ơn quý khách ạ. Quý khách, ngồi đợi em một tí xíu nha. Mời quý khách thưởng thức. 200 ngàn mà không được đầy. Mời thí sinh tiếp theo. Hả? À quên. Mời khách hàng tiếp theo. À, 5K. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Cho tôi một ly bạc xỉu. Dạ, quý khách đợi tôi một lát. Mimit. Ủa, làm bạc xỉu soi gương chi vậy? Chưa đi uống Starbucks bao giờ đúng không? Đây là máy tính tiền. Ha 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 ha
của quý khách hết 200.000 ạ. Cái gì? 200.000? Trời ơi. Starbucks. Quý khách có uống không? Uống về. Thôi được rồi. Đây. Dạ, em cảm ơn quý khách. Mời quý khách dùng ạ. Ok, cảm ơn. Tôi đi đây. Xin mời khách hàng tiếp theo. Hôm nay cửa hàng có vẻ làm ăn khấm khá, đông khách quá trời luôn. Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ? Tôi đến đây chỉ để ngó thôi chứ tôi không uống đâu. Uống mấy cái này mập lắm. Ngó thôi mà cũng đứng xếp hàng sáng giờ. Quý khách đang trong chế độ giảm cân đúng không? Quý khách đừng lo lắng, ở cửa hàng chúng tôi có thức uống dành riêng cho những người đang giảm cân. Đảm bảo uống vào sẽ không tăng cân đâu ạ. Quý khách có muốn order không? Thế à? Thế thì cho tôi một ly, bao nhiêu tôi cũng mua. Dạ, của quý khách hết 200.000. Dạ, cảm ơn quý khách. Xin mời quý khách. Cái gì? 200.000 mà có nhiêu đây thôi hả? Đồ lừa đảo. Oh no. Đây là size dành riêng cho những người giảm cân đó. Quý khách uống thì chịu. Quý khách, quên ống hút. Quý khách ơi, quên ống hút. Wow, hôm nay có vẻ thu nhập khá khẩm ấy, đưa chia cho anh 300 nào. Sao lại 300? Lúc đầu anh nói với em là 100.000 một ly, bán được 3 ly là 300.000. Chia đôi mỗi người được 150.000, em bo luôn cho anh. Rồi, em bán một ly 200.000 mà. Đó là em tự động tăng giá, em khéo miệng mới bán được một ly 200.000 với thức uống của em ngon. Chứ nếu không chỉ được 100 thôi, cái này là do em cho nên em được hưởng. Nè. Thôi được rồi. Tính ra hôm nay mình bán được 1, 2, bán được 3 ly. Thôi chết rồi anh Tiểu Thúy ơi. Chết sao? Như vậy là em mất ly luôn hả? What? Ha, em bán mang về mà chứ em có bán tại chỗ đâu. À, cái ly 1 triệu của em. Quý khách ơi.